Rồi cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. À, điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Và như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học, do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn, ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. À, với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. À, hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ, có ạ. Em đã từng đạt danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Profile khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Five, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ, thích.
đóng phim không? Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn ấy thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Yeah. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? À. Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có. Nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba miễu quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình, ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi. Rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe. Để chinh phục đối phương nha. Hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn. Em được cuốn sách. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Ừ, dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ, tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Lần đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? Dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Lát nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai. Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Hay rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ trọng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác. Tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác và được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa.
Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau, và lời anh muốn nói với em là, và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn, gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị. Trời ơi, tự nhiên tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha, xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là Trọng Hữu, hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình ở bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi, chị Lan cầm đồ cho. Chúng ta lẹ tới với cặp đôi thứ hai đi. Đang vui, đang hứng á. Đang vui đúng không? Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, có không giận gì. Em đã làm được cái gì cho vợ em? Chưa làm được gì. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè, anh nó đang chưa có nghĩ tới. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bùi Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về cái gì Vũ?
phân phối sản phẩm tả em bé, tả hát ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ ở thành phố Trà Vinh anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Mình, dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha. Rồi bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng chịu khó. Kiên trì, siêng năng chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, là giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Thôi giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ con không phải làm. Trong công việc là biết hết. À coi quản lý chung gia đình rồi. Ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông, rồi sợ gái. Sợ gái. Sợ gái hả? Rồi mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, à, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Trời. Dưới mấy người? Không phải dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng anh này coi. Là... Ừ. Phải có vấn đề gì đó nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em nghĩ ta. Thật ra Vũ biết không, không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nói cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Cũng biết hiểu, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho. Rồi. Đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Tại sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi sạch sẽ ha. Dạ em chào anh. Rồi, xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai ở đó? Dạ em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần. Đó, đó cũng là một cái lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa đâu. Đó, được. Vậy được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha? Rồi.
Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Quang. Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do Quang. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành dạ, thật sự. Em gái có thích không? Dạ thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy Vũ thôi. Bây tùy giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bao giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi thôi, hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Hồi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau không? Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau làm sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. À, công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày có 2-3 tiếng à. À, vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. Thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết là tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ quay vòng vốn thôi chứ anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bán rớt thì doanh tiền ít thôi. À, thời gian rảnh thì anh thường làm gì? Đọc sách, tập thể dục. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè em. Anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan niệm là sao đâu. Nói vậy em không quan niệm. Chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À thích nhau là yêu thôi hả? Rồi, dạ. À, tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu 3 mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em. Em có nói gì vợ em yêu, anh yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn? Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà vậy không? Ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là toàn quyền quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy sao? Dạ thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Vẫn tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít
có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên, anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đó. Hoặc là em thương người ta, ta thương lại thì em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Bạn không biết. Kiếm vợ. Bạn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tài tính từ nhỏ lớn là gì? Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Bây giờ em thấy quen vậy lắm đó. Đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa? Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng cũng em ít. Trà Vinh, dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình bây giờ, ảnh sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi dạ. Em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, giày cũng sạch. À. Có cái mắt kiến đó. Em tặng mấy độ à? Dạ em 3 độ. 3 độ. Thí dụ giờ bạn em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh, dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được, em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống chứ. Xuống không? Đó là phải xuống, là chạy xuống. À phải xuống ha. Dạ. Rồi bây giờ nè, từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò, thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á, nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có. 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau 1 lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Không qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này dễ thương lắm bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi, quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này nhiều lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Dạ, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người
bấm cho Vũ thôi. Dạ. Đến đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. À, giữ lấy những món quà của chương trình nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt hai lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Má chị á, đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi. Có. Mấy người thèm như mấy người tập trả giá thì khủng luôn. Má tôi mua bên đây hay không? Thử mua vừa bán thôi, mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc đi. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt không ơi. Thôi cài bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Dạ. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền nữa mà. Không, chắc là đồng nghiệp rồi cũng không đến nổi. Đi hẹn hò hay là có thời gian mà tâm sự với nhau, đi chơi với nhau thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ vậy anh? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi anh. Mời nhà gái. Mời anh ngồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên Hồ Minh Thật, năm nay 34 tuổi, quê Kiên Giang. Thật là thiệt á hả? Thật thà chút. Thiệt làm nghề gì? Dạ, có nghề xong nghề buôn bán trái cây. Bán tại nhà hay bán đâu? Bán ở mà phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi mình lên đây mình bán, mình ở với ai? Dạ, ở Ên. Thật ở mình Ên, ở Bình Tân, quê Kiên Giang. Mời bạn nữ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và các bạn khán giả. Em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên. Hiện em đang công tác ở trường mầm non Hoàng Mi 1, quận 5. Em năm nay là 36 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Trời ơi, bên đây em ở Bình Tân luôn nha. Cùng quận rồi. Ở phường nào cưng? Dạ, em ở phường Bình Trị Đông. Phường Bình Trị Đông qua phường An Lạc có một chút xíu à. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cô gái. Dạ, ưu điểm của em là thân thiện, vui vẻ với lại hòa đồng với mọi người. Còn nhược điểm của em á, thì trước đám đông thì hơi nhút nhát nhưng mà em cũng có thể khắc phục được. Với lại hay cằn nhằn người. Rồi mời bạn nam. Thì ưu điểm của con á, thì nói chung á là cũng hay nóng tính. Còn nhược điểm á, thì hay quên. Nóng tính là nóng sao? Nóng tính như là bán hơi chậm, cái này là chạy chậm. Quạo lắm. Quạo la ta luôn hả? Còn con chạy đi liền. Mình buôn bán mà, khách hàng là thượng đế, mình đừng có dạy. Dạ, nhưng mà thượng đế thì cũng có lúc chị ơi. Chào chị. Nói nghe nè, má chị á, đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi. Có. Mấy người thèm như mấy người tập trả giá thì khủng luôn. Má tôi mua bên đây hay không? Thử mua vừa bán thôi, mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc đi nha. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt luôn ơi. Thôi cậy bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Nhiều người mình chứng kiến vậy luôn á. Mình có mấy mối tình đời thật?
Dạ, nói chung đó là con cũng gãy đổ một lần. Lỡ chuyến đò hả? Lỡ chuyến đò đầu. Có con rồi chưa? Dạ, có được bé trai chút mà. Mấy tuổi? Bé trai năm nay 9 tuổi rồi. Con ở với ai? Ở với con mà mẹ bé đi là lúc bé 2 tuổi. Ừ. Con mới ẩm con nuôi. Nuôi tới nhà là bé vô mẫu giáo con mới gửi về với nội cho bé học. Giờ nội giữ đúng không? Dạ. Rồi xong này đem lên đi có cô giáo mầm non lo luôn. Lấy vợ mấy năm? Con lấy vợ được 3 năm. 3 năm rồi chia tay? Dạ. Bán trái cây không được quạo hay sao? Nó còn không biết. Nói chung là con với vợ con không có cự cãi, không có gì. Ừ. Ê, cô ấy nói ừ, tới cô ấy đi làm cái rồi đó là cái đi luôn. Cô ấy đi làm cái rồi đó là cái đi luôn. Nhưng mà em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ bé đi, hay là mẹ bé đi đâu, ở đâu, sống và làm gì, rồi có gia đình chưa hay không? Cái đó em không có tiền, em không có muốn biết, tôi muốn hay là liên quan tới nữa chị. Cũng như cái vết đau của mình này, mình không muốn gặp lại hay là cái gì nữa để làm thêm đau thêm thôi. Trời ơi, sao tự nhiên tôi đồng cảm với người đàn ông này quá. Thôi, để đi qua bên kia hỏi tình trường coi có trầm buồn giống bên đây không? Ê. Sao, cô giáo? Lỡ chuyến đò đầu, giờ ráng kiếm miếng đò nào cho nó vững chãi chút xíu, bơi cho nó tới bến luôn ha. Cô giáo nghe bên kia lỡ một chuyến đò rồi, cô giáo có ái ngại không? Dạ, nói chung thì hoàn cảnh của anh bên kia thì cũng giống như em. Em cũng là từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại em cũng có con gái của em là được 11 tuổi rồi. Thì nghe cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cũng đồng cảm được. Anh kể ra như vậy thì em càng suy nghĩ cho ảnh nhiều hơn. Cái xung đột của hai vợ chồng xảy ra là nó có giống bên đây không? Có tự động bỏ đi không? À dạ không. Do là ông xã của em á, ông xã cũ thì nói chung thì tại vì do cái công việc làm ăn của ảnh á, nên ảnh phải tiếp khách nhiều rồi tới khuya mới về lận. Mà mỗi lần về như vậy thì ảnh hay nhậu xỉn rồi đó. Thì nói chung em cũng có khuyên nhiều lần lắm rồi, nhưng mà ảnh không có khắc phục được. Nên tụi em không có tìm được tiếng nói chung, nên tự chia tay nhau. Ờ. Dạ. Rồi từ đó tới đây cô giáo có quen ai nữa không? Dạ không ạ. Bây giờ anh hỏi thật nè, nếu giờ em với bên kia có tiếng xa hơn đi, rồi em có thể lo được cho hai mẹ con bên kia, rồi lo cho con mình ở dưới quê nữa nổi không? Con kiếm người phụ nữ là biết nắm đang gia đình. Ừ. Biết nấu cơm nấu nữa, mà còn cái chuyện kiếm tiền thì không có quan trọng. Hỏi phải lo đúng không? Dạ. Đó. Thật ra cô giáo là công việc ổn định rồi. Dạ. Chỉ cần sáng đi làm, chiều về thì cơm nước buổi chiều tối là được, chăm con là được. Đúng rồi. Phù hợp. Con cũng lớn hết rồi, giờ chăm con chỉ chăm cha đó thôi. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Dạ. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền nữa mà. Không, chắc là đồng nghiệp thì cũng không đến nổi. Nói đồng nghiệp cũng phải trả giá thôi. Cô giáo trời ơi, cô giáo mầm non dễ thương quá. Em thấy cảm giác thấy mình hợp gì với ảnh không? Dạ, em thấy hợp được cái bản tính chân thật với lại giản dị. À. Từ những cái câu nói của ảnh là từ trong lòng ảnh thốt lên á. Đúng rồi. Chân chất lắm, không có gì gọi là dấu diếm hay gì. Con người của bạn ấy giống như cái tên của bạn ấy vậy. Mình muốn một cái con đò mới đó, nó tiêu chí thế nào, có thể diễn tả coi giống ảnh không? Em đến với cái chương trình này thì chỉ mong là kiếm được cái mẫu người đàn ông chung thủy, biết lắng nghe, rồi cùng em chia sẻ những cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Về ngoại hình thì em không cần gì hết. Nhậu nhẹt sao? Dạ, nhậu nhẹt thì cũng ít thôi, đừng có sáng sai chiều xỉn là ngày nào cũng vậy thì không được. Bán ta trả giá từng đồng mà, tiền đâu mua bia đâu uống đâu mà lo không biết. Bên đây có nhậu không? Dạ, em về nhậu thì cũng có nhậu mà ít, nhưng mà có nghĩa là em hút thuốc nhiều. Thuốc hả? Dạ, hút thuốc lá nhiều. Thôi mai mốt á mình giảm bớt được thì giảm, tại vì nó cũng có tốt cho sức khỏe. Mình mua những cái loại kẹo the đồ đó. Dạ. Mình ngậm cho đỡ buồn miệng ha. Bán trái cây mình hút thuốc, người ta đi ngang người ta mua thấy rơi tàn thuốc rồi đúng không? Ế mới hút dữ. Ế mới hút dữ. Ế ngồi hút dữ lắm. Đã ế rồi còn không có lời còn mua thuốc hút nữa. Tiêu chí chọn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Em thì không có, cũng không có cần đòi hỏi gì, còn người phụ nữ ưa nhìn
mà biết giỏi đảm đang việc nhà thì với Trung Thủy là được. Cô ở đây rất là dễ thương luôn. Chuẩn mực lắm. Chuẩn mực lắm. Cô giáo đi với ai cô giáo? Dạ hôm nay em đến đây với lại em ruột của em và đồng nghiệp của em. Dạ. Dạ chị mình chào người nhà của nhà gái ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em là đồng nghiệp của chị Mỹ Duyên. Thì hôm nay em đến đây thì em nhìn anh thật á, em thấy anh cũng thật thà, giản dị nhưng mà thấy có vẻ cũng dễ gần á. Mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì mình tiến tới, còn không thì mình có thêm một người bạn nữa, em nghĩ là cũng vui với chị Duyên. Em xin hết. Cảm ơn cô giáo. Ráng nói vô, bữa nào anh đãi nguyên xe trái cây chở tới trường lớp luôn, rồi sau đó mua đựng ra giá là được. Rồi người nhà của mình là ai? Dạ anh em đi tới bên. Có anh Quyền Linh hỗ trợ nha. Dạ, dạ. Bây giờ thì mình mở rào. Chuyện còn lại là của thật đó, thật. Coi như đây khách hàng bán trái cây trước đi. Dạ tặng em một trái cây. Gõ trái cây không trùm mệt, không sợ mưa ướt hay sao? Dạ, hôm nay em đến đây em có chuẩn bị cho anh một món quà, một con heo đất to và một con heo đất nhỏ. Em sẽ chúc cho anh luôn buôn mai bán đắt, thuận lợi trong buôn bán của mình. Chúc cho anh lúc nào cũng có một gia đình sung túc. Dạ, cảm ơn. Đâu lấy con heo ra coi. Lấy ra thử con heo bự coi sao. Tính toán nữa nè. Rồi, con heo nhỏ, con heo bự đó bỏ vô cái xe trái cây. Mỗi bữa lời bỏ ít vô đó, gom gom tới ngày làm đám cưới. Còn heo nhỏ kia gom góp tiền mỗi bữa cũng bỏ vô ít để cuối tháng cho con. Em cảm nhận về thấy anh sao? Nói chung thì chân thật giản dị giống như là ngay lúc đầu em nói. Còn Trung Thủy hay không thì em không biết, em phải tìm hiểu anh thêm. Ai thì cũng nói Trung Thủy được, nhưng mà cho nhau cơ hội tìm hiểu mới biết nhau là Trung Thủy hay không. Ví dụ mà em với anh mà trong quá trình tìm hiểu mà hợp với nhau á, thì anh dự định như thế nào? Bao lâu mình đến với hôn nhân thì cái đó là tùy quyết định của em thôi. Nói chung á thì đi hẹn hò hay là có thời gian mà tâm sự với nhau, đi chơi với nhau á, thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ vậy anh? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Cũng bình thường thôi, tại vì cũng khi có khi là anh đi bán về mệt, có khi anh nghỉ sớm, anh cũng cần nghỉ sớm. Em cũng đi làm về mệt, em cũng cần nghỉ sớm. Nên là mình đi gần thôi, đừng nên đi xa. Dạ. Cuối giờ gia đình em vẫn cho 8 giờ rưỡi rồi đóng cửa hả? Khoảng 8 giờ đi chơi tới 8 giờ thôi, 9 giờ là đóng cửa. Đi qua 9 giờ thì là không có mở cửa. Không mở cửa ra hả? Dạ. Có khi nào dù giờ trong quá trình tìm hiểu tụi anh tới xin tới 10 giờ được không? Hả? Ngọc Lan với MC Quyền Linh sẽ tới xin. Ở nhà ai khó nhất? Không phải là khó mà tại vì đổ dở lần đầu rồi thì chỉ sợ là đi chơi nhiều quá rồi cái quen nhau rồi cái lại không hạnh phúc nữa. Nên gia đình cũng lo lắm. Lên sóng truyền hình vậy mà gia đình biết mà quen như vậy thì chắc em nghĩ chắc chấp nhận. Mình xin luôn đi. Hai bác ơi. Dạ. Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được chào hai bác. Dạ. Dạ hai bác ơi, vì đôi trẻ này cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau, để hai bạn có thể tiến tới với nhau, để giá lành những cái vết thương đã lỡ. Cho nên là hai bác cho phép bạn gái đi chơi tới 10 giờ nha hai bác. Dạ. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Cảm ơn đi. Dạ cảm ơn hai bác. Có chuyện gì tụi con cố gắng chịu trách nhiệm phụ chút. Dạ. Được chưa? Dạ. Không lẽ hai bác không cho đi tới 10 giờ, nhưng mà tuần đi một lần hay lần đừng đi hoài nguyên tuần thì hai bác nhà lo thôi. Không ấy vậy đi. Ừ. Tuần cái mình đi chơi khuya một lần. Ừ. Còn những ngày trong tuần mà mình nhớ nhau quá, mình qua nhà bạn gái mình chơi luôn. Đúng rồi. Mình muốn ở tới mấy giờ thì mình ở. Mình không lẽ người ta đuổi mình. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ nha, hai người mà yêu nhau, hiểu nhau rồi. Dạ. Kết hôn liền luôn. Đúng chưa? Mình ở đâu? Thử xem.
hai đứa tụi em mà quen nhau mà tiến tới hôn nhân á thì sẽ ở riêng. Rồi. Nếu mà chưa có nhà riêng thì sẽ thuê nhà ở trước. Rồi. Rồi từ từ rồi mình sẽ mua nhà sau, không rồi. Sao hết. Rất rõ ràng. Được không? Dạ được. Con cũng thích là sống tự lập, không có lo gì hết trơn á. Tôi nói với bạn nghe, hồi đó đó tôi còn bán thua bạn nhiều cấp nữa. Tôi bán ba cái rau củ quả, bán ở chợ Cầu Muối, tôi bán dưới đất á, không có được cái xe như bạn luôn. Lúc trước đó con cũng bán vậy á. Đó. Rồi từ từ mới lên được mới cái lên xe. Mới lên chiếc xe đúng không? Rồi từ từ mới ra sạp. Yeah. Sạp rồi vô siêu thị. Ở đây là chúng ta không cần phải gọi là quá nhiều tiền, nhưng ý tưởng chúng ta hết sức là quan trọng. Ví dụ chẳng những bán trái cây đó mà mình ở về nhà mình nếu được á, mình thuê đó, mình tối bà xã về xong rồi bán trái cây tô đó, thí dụ thế. Nói chung là cái gì mà nó phù hợp với cái của mình là mình làm hết. Chỗ nhà trọ nào thuê nhà mắc mắc một chút, mở cửa hàng bán trái cây đó, nếu cần quảng cáo thì chụp hình Ngọc Lan với trái sầu riêng, chụp hình với trái măng cục, kêu mà Ngọc Lan măng cục, Ngọc Lan sầu riêng, dán cái hình trước cửa bán, ai mua Ngọc Lan bán luôn. Không không còn dám bán đâu. Bán luôn, tôi đâu có đứng đây tôi làm MC chung với ông. Mình tiến hành bước nữa, mình tiến tới đi thật. Mình tao nắm tay cô giáo ha. Đó. Chờ phép anh nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt cô giáo. Dạ cho con xin phép cô với bác nắm tay. Tiền trảm hậu tấu ha. Dạ thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Ủa gì vậy? Chưa. Rồi cái chú ơi cũng ứ nhẹp tay cho ngồi. Đứng tiếp đi, nắm tay tiếp chưa. Chưa. Có chút là không được thì làm ăn gì nữa. Thấy có thích gì bạn gái không? Dạ thích. Thích không? Thích lắm. Thích lắm. Rồi cô chú nó tha cho con ướt tay hết rồi. À đứng y nguyên đó. Con như đây làm không được lấy gì lấy vợ. Nắm tay vô. Nghe lời tôi đi. Chú làm khó con nữa. Không có khó. Giờ cô giáo hát bài tặng cho Thật đi. Dạ hát tặng cho anh bài Gợi Nhớ Quê Hương. Mời quý vị cô lắng nghe. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nói liền bờ đê, từng lý tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước ru buồn. Làm gì nữa? Không biết luôn, chú chỉ con đây. Trời ơi. Ảnh đỏ mặt hết trơn rồi, thấy thương á. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật trong trái tim của mình nha các bạn. Thật sự nếu chúng ta thấy đây là một nửa mình có thể nắm tay nhau cùng đi suốt cuộc đời, hoặc là thấy có thể rung động với người đối diện, thì hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Bấm là phải là có trách nhiệm với tất cả những lời hứa, lời nói của mình từ nãy giờ. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bây giờ nắm tay được rồi đó. Đó, thấy không? Chưa cái sáp là nắm liền, thấy chưa? Đó. Vậy là hết. Vậy là hết ruột rồi đó. Không có chạy đâu chân. Bây giờ bắt đầu mới xin hai bác nè. Cảm nhận của em nói đi. Bắt đầu. Dạ, con xin phép hai bác quen bé Viên. Con hứa với hai bác là sẽ chăm sóc cho Viên. Còn để có đi chơi á, con với Viên xin đi hay trễ trễ chút xíu, mà nhưng lâu lâu cho con đi một lần, hai đứa con đi một lần thôi. Dạ con cảm ơn. Viên thấy sao, cảm nhận sao Viên? Dạ thì nói chung mà nãy giờ cảm nhận được tình cảm anh ở trong lòng rồi, nên khi anh nói ra thì không có gì bất ngờ nữa. Nhưng mà thì cũng hiểu được ý của anh. Dạ. Chị thấy cô giáo rất là xúc động, mắt cô giáo rất đỏ. Nếu không kiềm chế có lẽ là những giọt nước mắt nó đã rơi ra ở đây rồi. Nhưng mà là những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Đúng không hả cô giáo? Dạ. Hùng ghê, Hùng ghê coi. Dạ cho con xin phép hai bác hùng bé Viên. Mừng mừng.
Được không? Không. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây là những món quà dành cho các bạn. Hai con heo với cái khăn làm kỷ niệm. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là đơn giản quý vị. Hạnh phúc có thể là hạnh phúc của người khác cũng làm chúng ta hạnh phúc nữa. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc để lan tỏa khắp mọi nơi. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc nha. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Ôi, chào anh trai. Mời anh ngồi. Mời nhà gái. Chào. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, tuổi Dần. Hiện tại công việc của em là kế toán, đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê quán thì ở Đồng Nai. Rồi, mời anh trai. Kính chào tất cả các vị khán giả trong trường quay, cùng MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan thân mến. Chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 42 tuổi, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán tại Quảng Nam. Tôi là kinh doanh bên ngành kim hoàn. Tôi là thợ bạc á anh Tâm hả? Dạ đúng rồi anh Linh. À, thợ bạc. Dạ. Em cũng trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Nó cũng sống chung được 6 năm nhưng mà vì nó cuộc sống nó không có được hòa hợp lắm, nó không có thuận, nó thuận buồm xuôi gió. Chính vì đó phải chia tay, nhưng mà em không có cái thôi, chỉ sống vậy thôi, không có câu cá, chưa có câu cá. Chưa con cái gì hết. Dạ. Em cũng rất khao khát để có chương trình để tạo điều kiện cho em để có một cái cuộc sống tiến tới hôn nhân. Điểm mạnh điểm yếu của Tâm là gì? Dạ, xin phép điểm mạnh của em là sống thật thà, chịu khó, biết tôn trọng mọi người từ trên xuống dưới. Tất cả bốn bên nội ngoại, hết ông bà cha mẹ từ bé đến lớn rất tôn trọng, không có hút thuốc, nhậu nhạt, ít hạn chế, không có vấn đề gì đó. Mình lấy vợ được mấy năm mà chia tay? Dạ, mới vừa được 6 năm Linh. Ở 6 năm mà không có con nào hết. 6 năm nó có nhiều cái trong cuộc sống, nó nhiều cái vướng bận lắm. Nhưng mà mình có cái sai nào trong đó không? Mình thật thà quá, hiền lành quá. Chính điều đó người phụ nữ hay lấn tới. Vậy đó hả? Ờ, dạ, hay lấn tới. Vậy đâu phải sai đâu. Thương vừa quý vừa tôn trọng vừa nhiều quá, nhiều lúc thấy mình như vậy nhu nhược á, người phụ nữ nó khác thích. Rồi, được rồi. Dạ. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cũng có sự hoạt ngôn, vui tính dễ gần. Còn cái điểm yếu của em thì em hay cằn nhằn và nóng tính. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Kéo dài mấy năm? Dạ, khoảng 3 năm. Sao chia tay? Dạ, cái tuổi lúc đó là nó chưa có xác định nhiều thứ á, nên em thấy cũng vì những cái điều đó mà mình chia tay thôi. Và sau đó thường thường cái mối tình đầu thì mình thường thường dùng bằng cảm xúc nhiều hơn. Khi mà chia tay rồi thì em mới thấy là giữ lý trí và cái cảm xúc của mình thì em thường lấy lý trí. Từ đó tới giờ cứ lý trí không. Đúng rồi. Anh Tâm là anh có cái tiêu chí gì để tìm người vợ tương lai cho mình không? Quan trọng nhất, một con người sống thật thà, trung thực, hiền lành, chịu thương, chịu khó, có trách nhiệm gia đình. Chứ còn không cần sắc đẹp bên ngoài đâu. Đấy không quan trọng hình thức. Okay. Chỉ quan trọng nội dung thôi. Rồi, vậy thì còn bạn gái, mình mong muốn như thế nào về người bạn trai sắp tới? Một người đàn ông mà không có tính gia trưởng, hướng mình về gia đình. Thì em nghĩ người mà hướng về gia đình thì họ sẽ biết chăm sóc gia đình và chu toàn cái trách nhiệm đó, thì cái hôn nhân nó mới bền. Một cuộc hôn nhân mà không có sự chia sẻ, em nghĩ chắc chắn nó sẽ không có bao giờ bền được. Có người qua coi mắt em kìa. Dạ. Bạn gái, dễ thương quá. Dạ, em chào anh. Nãy giờ mình trao đổi qua, mình biết được cái đường tình duyên trắc trở của hai bên thế nào rồi ha. Em không thích người đàn ông ở cái điểm gì nhất? Dạ, không thích người đó biết hút thuốc. Tại vì em bị dính mùi thuốc lá. Đây không có hút thuốc rồi. Dạ. Với là một cái người đàn ông mà hay cằn nhằn theo như giống như là cái tính của người phụ nữ á, là em rất là không đồng tình. Nãy giờ em thấy cái người bên đây nói chuyện hợp với em không? Tính tình thấy có được không? Theo cái tiêu chí thì em thấy là có thể là phù hợp. Còn để mà hiểu và sâu hơn thì có thể sau chương trình. Ok. Bây giờ cô gái nói cho chị Lan nghe là em thích cái người đàn ông cao cỡ nhiêu? Cỡ 1m67 trở lên. Ốm hay mập?
Dạ, vừa cân đối, trắng càng tốt, da ngâm cũng ok. Rồi, 1m67 trở lên đúng không? Đưa mọi người. À, chào chị Cà La. Dạ, chào anh. Trời ơi, về ngoại hình là chị thấy rất ngon. Ngoại hình ok. Anh ơi, cái nhẫn này bây giờ mình làm một cái nhẫn thiệt được không anh? Chứ nhẫn này nhẫn giả em mua ở chợ Bà Chiểu. Rồi. Giờ anh chế tác y chang vậy được không? Được, được. Tại em thích cái nhẫn này được, quá. Được, được. Được đúng không? Dạ, giờ khoảng... rồi đó. Đó rồi. Em rớt hết viên rồi. Anh nhắm dạ, khoảng 18, nhiêu tiền? 18, vàng 18, 18 hay 14 thì ra bao nhiêu ca? Vàng 18 cho nó rẻ. Dạ. Ủa đang làm hai tự nhiên. Làm phải dưới 5 triệu. 5 triệu, rồi, 5 triệu được rồi. Em sẽ đi lên cái tiệm kim hoàng của anh để em nhờ, chứ em hỏi nhiều người không ai làm cho em được cái lá giống vậy hết trơn á. Em mê nó lắm. Rồi, em đã hết công việc của em rồi. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Chủ yếu làm là cái nhẫn thôi hả? Chủ yếu cái nhẫn thôi. Thôi anh đi với ai? Anh nên đi với ai? Đây là đó có chị gái mặc đồ trắng. À dạ. Mình là chị gái của Tâm. Thì hôm nay đi thì chị thấy em gái bên này thì cũng được, thì cũng dễ thương, mà cách nói chuyện thì cũng duyên dáng đó. Nhưng mà cho hai đứa tìm hiểu rồi có cơ hội để tiến tới thì tùy hai đứa quyết định nha. Cảm ơn okay. Chị cảm ơn chương trình. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với người em cùng quê. Dạ. Chào em. Em hàng xóm của chị Tuyết đây. Thì hiện tại là em thấy anh là đáp ứng đủ tiêu chí của chị. Đúng là một người tìm, chị đi tìm kiếm. Em mong là hai anh chị có thể cùng nhau bấm nút để cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi chỉnh Tâm. Chỉnh trang cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Tiến tới luôn. Dạ, em chào anh. Em có món quà em tặng anh. Để anh tặng em trước. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Đây là món quà chiếc nhẫn. Anh làm bên ngành kim hoàn. Anh làm kinh doanh bên hàng trang sức á. Dạ. Chính anh có chiếc nhẫn để tặng cho em. Dạ. Và anh đưa cái tay, anh ra mượn cái tay của em. Trời ơi, nó đẹp, ông nội mẹ ơi. Lui quân từ từ làm cho bà sao, bà mối. Nhìn luôn em, đẹp quá đẹp rồi. Nhìn. Trời ơi, đẹp quá mọi người. Cho mượn tay, mượn tay. Trời ơi, cái mẫu này tôi thích dữ lắm. Về chỗ đi, bữa nào tôi kiếm ông nào bấm nút cho làm cho. Dạ, yeah, cũng có một món quà tặng cho anh. Đặc biệt là trong cái mùa Covid này thì em thấy là cái mật ong nó có cái tăng sức cái đề kháng. Và một cái tinh dầu nó sẽ làm cho cái tinh thần của anh nó được thoải mái. Mật ong này nó có cái độ ngọt và nó cũng sẽ giúp cho cái sự ngọt ngào của cái buổi gặp mặt đầu tiên của em với anh nó được ngọt hơn. À, cảm ơn em nha. À, cảm ơn chúng ta cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó thế nào? Dạ, theo em á thì anh nhìn dễ mến. Thì em thấy anh hiền. Còn em biết anh nhận xét gì về em? Anh từ gặp em thấy anh cũng hiền. Tính anh cũng hiền. Dạ. Dạ, dễ mến. Anh ra là bởi vì quan điểm của anh đưa ra muốn lấy chương trình này tìm một người là phải người sống và hiền lành. Dạ. Sống bằng cáo đạo đức. Anh không cần ngoại hình nhiều đâu. Dạ. Bởi vì anh cần một con người biết lo gia đình, có trách nhiệm gia đình là tốt rồi. Nếu mà chương trình này em cũng thấy mà anh hợp với em á, thì em sẽ cho anh một cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Dạ. Vậy theo anh thì anh nghĩ gì về quan điểm về tín ngưỡng? Tại vì em là người có đạo. À, em có đạo gì vậy? Dạ, em đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Vậy hả? Tất cả mà về đồng đều hết rồi, nhưng anh mới đạo Phật giáo. Đạo ai nấy giữ. Không vấn đề. Còn nếu chúng ta thuyết phục được nhau, thì cảm giác rằng chúng ta có thể theo đạo bên ai cũng được mà. Cái do mình thỏa thuận. Đúng rồi, mình tìm hiểu thêm một cái đạo của đối phương không hay lắm. Không sao đâu, quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Hiện tại giờ thì em thấy là hôn nhân người ta có thể thay đổi. Còn đối với em thì khi em đã chọn là em quyết định trọn đời. Theo anh thì nếu mà tìm hiểu và đi đến hôn nhân, chọn cái thời gian đó là bao lâu? Tôi thật sự ra thì cũng tuổi cũng âm giữa anh với em thì cũng lớn rồi. Nếu được thì cuối năm em, cuối năm tổ chức. Dạ. Nhà mặt mái em? Dạ, nhà em được ba chị em gái. Em là Út. Dạ, chắc bố mẹ già lắm hả em hả? Dạ, ba mẹ em thì cũng 70 hết rồi. Dạ.
Còn gia đình anh thì sao? Anh thì nhà anh bốn anh em, bốn chị em, anh thì út ở nhà. Dạ. Sống thật thà, hiền lành. Chính điều hiền lành và chất phát đó anh mới đổ vỡ cho vậy. Bởi vì nó nhiều cái cuộc sống nó vẫn muôn màu muôn vẻ mà. Cái hiền lành đó của anh mà để cho cái hôn nhân bị đổ vỡ thì em không hiểu. Bởi vì chính điều đó anh mới muốn đi tìm một người mà biết cơ sở, một người vợ, một người mà kế tiếp bây giờ là nó phải biết chung thủy, sống phải có trách nhiệm chia sẻ gia đình. Còn tiêu chí của em thì em cũng tìm cái người chung thủy, bởi vì bản thân của em cũng sống rất trọng tình cảm nên em không có, cũng không có muốn cái người mà đồng hành với mình có sự lừa dối. Em hơi ích kỷ trong tình cảm. Còn cái tính chất công việc của anh thì như thế nào? Công việc của anh thì đó, anh làm anh buôn bán kinh doanh này nó bất thường lắm, thời gian bất thường lắm, lúc là khách nhiều khách ít á. Dạ. Nhưng mà nếu mà đã xác định mà đã tìm hiểu được một người thì anh sẽ hy sinh tất cả. Em thì cũng có tự tìm hiểu mà cũng có những cái lý do mà cứ bận công việc, bận công việc. Em thực sự, nếu mà một người thực sự muốn phát triển cái mối quan hệ của mình và nó một cách nghiêm túc á, thì họ sẽ biết hy sinh và họ sẽ biết chọn cái gì quan trọng. Và bây giờ mục tiêu của anh với em đi tìm hôn nhân thì em nghĩ là cái tiêu chí đó là mình phải tôn trọng cái hôn nhân nhiều. Tại vì em cũng đang muốn lập gia đình. Rồi vậy giờ mình nói luôn tới chuyện hôn nhân đi. Mình đám cưới xong rồi mình sanh bao nhiêu đứa con? Dự định khi nào thì sẽ sanh? Và sanh trai trước hay gái trước? Con cái thì có một đứa cũng được, hai đứa cũng được. Nhưng mà chỉ có đứa con để cho nó vợ chồng nó có một cái chất xúc tác á. Bởi vì chính điều đó anh phải hối thúc trong thâm tâm anh là muốn để có một người vợ sớm. Dạ. Càng sớm càng tốt. Em cũng muốn cho gia đình mình được hạnh phúc và cũng muốn sinh những đứa con, một ngôi nhà, hai đứa trẻ. Bây giờ Tâm bước tới nắm tay bạn gái, nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, mình cảm nhận cái người đối diện thế nào, cái bàn tay có ấm áp hay không, và hát một bài nào đó để giao lưu về âm nhạc, về cảm xúc nào. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay anh lạnh quá. Nếu mà anh cũng thấy nhìn anh hợp với em á, hai đứa mình cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Dạ. Sống mà biết chia sẻ yêu thương, nhường nhịn nhau. Theo em thì cũng vậy, em cũng muốn như vậy. Anh sẽ hát cho em một bài. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Yeah. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một làng không gian đổi mới, hôn hai đứa chúng ta mà thôi. Cái chữ thôi, cái nó thôi đi đâu mất tiêu à. Em tâm đắc cái bài lựa chọn một vì sao. Từ cái thời mà em lúc 18 tuổi, người ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình kết vì sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng riêng ta. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm của riêng mình nha. Yeah. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên. Đi đi. Xin phép anh nè. Dạ. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, càng sớm càng tốt, cũng trễ rồi đó nha. Đốt cháy giai đoạn đi để mình được yêu thương nhau, để về chung một nhà để cùng chăm sóc lẫn nhau. Rồi, tuyệt vời đó. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z, nướng tự động công suất 1500W,
xiên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng tên là MC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Giữ lấy món quà kỷ niệm cho người bạn mình, mật ong hay gọi là honey, gọi thử tiếng đi. Honey. Honey. Mẫu luôn số điện thoại là honey luôn nha. À, đẹp đôi ha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Anh nhớ nha. Anh nhớ là đám cưới là anh phải báo với lại chương trình nha. Dạ dạ. Dạ rồi nhớ làm cái nhẫn cho em nữa dạ. Nha. Dạ. Mời anh chị đi xuống. Thời gian cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.